Hello, chào mừng bạn đã quay trở lại. Chắc các bạn cũng nhận ra trên tay mình đang cầm một chiếc Mini 4 Pro, một chiếc flycam cực kỳ chất lượng. Mình thấy cũng có rất là nhiều người đã mua chiếc flycam này và sử dụng nó ngay từ khi mà nó ra mắt. Và sau một thời gian trải nghiệm thì mình đã đúc kết ra được một vài mẹo cũng như là thủ thuật sẽ khiến chiếc flycam này còn tốt hơn nữa và cũng sẽ giúp bạn bay được chiếc flycam của mình Pro hơn. Những cái mẹo nhỏ này thì sẽ có thể áp dụng với cả Mini 4 Pro, Mini 3 Pro và bất kỳ chiếc flycam của DJI nào mà bạn đang sở hữu nữa. Một trong những cú máy kinh điển khi bay flycam đó là cú máy Orbit. Ở một video trước thì chúng mình đã giới thiệu về cú máy này cũng như là cách thực hiện nó rồi. Bạn sẽ cần đẩy hai cần joystick theo hai hướng ngược nhau. Tuy nhiên, đối với những người mà mới điều khiển hoặc là vào những cái hôm trời lạnh, rất có thể là tay chúng ta sẽ không thể đẩy cần joystick đều để giữ cho chủ thể ở chính giữa khung hình được. Vậy nên là có một cái mẹo này sẽ giúp bạn đỡ tốn công hơn mà vẫn có một cảnh quay cực kỳ mượt mà. Đó là sử dụng tính năng Spotlight của drone để quay. Điều bạn cần làm là căn cho chủ thể vào giữa khung hình. Nếu bạn không chắc chính giữa khung hình là ở đâu thì hãy vào setting, chọn camera, kéo xuống phần grid line và bật tùy chọn center point. Sau đó hãy quay lại màn hình chính, kéo thả khung quanh chủ thể. Bên dưới sẽ hiện lên ba tùy chọn, bạn hãy chọn vào Spotlight. Hãy di chuyển drone một chút, máy sẽ xác định Spotlight trên chủ thể và hiện một cái icon địa điểm. Bây giờ dù bạn có di chuyển thế nào thì drone cũng sẽ tự follow chủ thể của chúng ta ở chính giữa khung hình. Cái trick này rất là tiện luôn bởi vì máy sẽ tự tiêu gimbal cho chúng ta. Nếu bây giờ mình muốn thực hiện một cú máy Orbit thì mình chỉ cần đẩy cần bên phải sang ngang thôi, không cần động đến cần bên trái. Và nếu bây giờ mình muốn bay lên bay xuống thì chủ thể vẫn sẽ ở chính giữa khung hình. Có một điều mà mình thấy không có nhiều người biết tới lắm đó là bạn có thể kết nối mic không dây với cái tay cầm điều khiển RC2 này và thu âm nó vào trong cái bản ghi màn hình của cái tay cầm này luôn. Việc này sẽ cực kỳ tiện cho những ai muốn làm nội dung hướng dẫn về flycam giống như mình đây. Và chúng ta sẽ không phải mất công thu tiếng qua một nguồn khác xong rồi lại ngồi hậu kỳ ghép lại. Để kết nối thì chúng ta sẽ cần một thiết bị mic có đầu tai C. Mình khuyến khích các bạn nên sử dụng mic của DJI luôn vì cùng một hãng thì các thiết bị sẽ kết nối tốt hơn. Ở phía dưới tay cầm thì bạn sẽ thấy có một cái cổng C. Thì đây chính là cái chỗ để chúng ta cắm RX của mic vào. Và bây giờ âm thanh từ mic sẽ được ghi thẳng vào trong file quay màn hình RC2 luôn. Ok, bây giờ mình đang kết nối cái RX của DJI Mic 2 với tay cầm RC2 và âm thanh mà bạn nghe thấy thì được mình thu tiếng thẳng vào trong cái bản thu màn hình của cái RC2 này. Nó cũng khá là ổn ha. Mời các bạn xem. Và nếu như bạn có muốn làm video nội dung hướng dẫn thì chúng ta có thể vừa thao tác ở trên này và chúng ta có thể vừa nói để giải thích luôn cái thao tác đó cũng rất là tiện. Và có lẽ bạn cũng chưa biết rằng là chúng ta có thể biến cái bản đồ này thành một cái là bàn có radar thì sẽ rất là tiện cho chúng ta khi mà mang máy đi lên rừng xuống biển, bay ở những cái địa hình mà không quen thuộc. Có một phần quan trọng mà chúng ta cần để ý rất nhiều khi bay flycam, đó là phần minimap ở góc dưới bên trái màn hình. Để thực hiện điều này, bạn hãy nhìn vào minimap, ở góc bên phải sẽ có một biểu tượng hình la bàn. Bấm chọn vào biểu tượng đó là bản đồ của chúng ta sẽ chuyển sang chế độ la bàn luôn, rất là nhanh. Và ở chế độ la bàn này thì tất nhiên sẽ có các hướng đông, tây, nam, bắc và chúng ta sẽ biết được flycam của mình đang bay về hướng nào nữa. Bạn cũng sẽ thấy điểm home point hiển thị ở trên đây và chúng ta có thể chuyển đổi hiển thị tâm của la bàn từ drone thành home point và ngược lại bằng cách bấm vào biểu tượng ở góc trên bên trái của la bàn. Và cái điều đáng tiền nhất trên cái radar này là nó có thể hiển thị những cái vật cản xung quanh mà drone nhận diện được. Nếu như mình bay máy gần vào người như thế này thì trên radar sẽ hiện dấu màu cam cảnh báo là máy đang nhận diện được vật cản và chúng ta cũng sẽ biết được khoảng cách giữa vật cản với drone nữa nên sẽ rất dễ dàng để né tránh. Ok, vừa rồi là một vài tip trick về flycam. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng được những cái điều mà mình vừa chia sẻ. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like và subscribe. Và cũng đừng quên tìm thêm những cái nội dung tương tự ở trên kênh của chúng mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.